Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi các trường về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2021, yêu cầu các trường rà soát lại đề án tuyển sinh, linh hoạt phương thức xác nhận nhập học cho thí sinh. Theo đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều thí sinh chưa thể nộp được bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho các trường đại học để nhập học. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các trường xem xét gia hạn thời gian tổ chức nhập học cho thí sinh hoặc sử dụng hình thức trực tuyến. Nếu thí sinh đã nhận được bản chính kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường hướng dẫn thí sinh gửi ảnh mã vạch qua các hình thức trực tuyến để xác nhận và nhập mã vạch lên hệ thống. Đối với thí sinh chưa nhận được bản chính kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào danh sách của trường và khi nhận được kết quả thi thì thực hiện như trên. Trước đó, Tuổi Trẻ Online có phản ánh thí sinh trúng tuyển vào nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh không thể nộp hồ sơ xác nhận nhập học qua bưu điện. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các trường tiếp tục rà soát đề án tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển, gồm các thông tin về chỉ tiêu, ngành, tổ hợp xét tuyển, bài thi, môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, môn năng khiếu, điểm xét tuyển môn năng khiếu nếu có, các phương thức, điều kiện xét tuyển bổ sung nếu có. Các trường phải đảm bảo chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh, đồng thời cập nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đạt sơ tuyển lên hệ thống. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường. Đối với các trường có ngành đào tạo giáo viên, phải rà soát và cập nhật chính xác chỉ tiêu sư phạm đã được Bộ Giáo dục Đào tạo giao, chỉ tiêu các ngành mới mở, đồng thời đồng bộ đề án tuyển sinh tại cổng thông tin tuyển sinh, đảm bảo các thông tin phải thống nhất, chính xác. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các trường cập nhật các nội dung thay đổi trong đề án lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để báo cáo và phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 29 tháng 8 để thí sinh biết và xã hội giám sát.